Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện có xu hướng gia tăng trong những ngày qua. Thời điểm này, cả hai cơ sở của bệnh viện có 157 ca sốt xuất huyết điều trị, trong đó 40 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo. Riêng khoa cấp cứu cơ sở 2 Kim Trung, huyện Đông Anh, mỗi ngày khám trên dưới 50 ca sốt xuất huyết, trong đó tiếp nhận 4-5 trường hợp có dấu hiệu cảnh báo sốc sốt xuất huyết với biểu hiện đau bụng, đau tức vùng gan, chảy máu niêm mạc, tiểu cầu thấp, máu cô đặc. Bệnh nhân này nhập viện trong cái tình trạng là nằm ở khoa cấp cứu. Khi mà bệnh nhân huyết áp ổn định rồi luôn quay. Bệnh nhân lúc nhập viện là tiểu cầu giảm rất là thấp, có 9, 10 thôi. Và lúc đấy bệnh nhân không chảy máu đâu nhưng mà có cái tình trạng cô đặc máu. Nên là phải truyền dịch ở dưới cấp cứu theo dõi. Lúc 7 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm thì nhà tôi lên cơn gần như co giật. Huyết áp lên đến 250. Thì các bác sĩ là cho chuyển tuyến. Thì lên đây vào đêm chủ nhật thì lên đây mới biết được tức là cái bệnh sốt xuất huyết, chứ còn chúng tôi ở dưới quê này chủ yếu xác định là cái bệnh cao huyết áp thôi. Bên cạnh đó, cơ sở này cũng đang điều trị cho một bệnh nhân nam 60 tuổi bị sốt xuất huyết nguy kịch phải thở máy. Với các bệnh nhân sốt xuất huyết đã tiến triển tới cái mức phải thở máy, đồng nghĩa với việc là cái tiên lượng tử vong của bệnh nhân rất là cao. Với các bệnh nhân này thì nó sẽ có rối loạn rất là nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là cái tình trạng sốc đa suy đa phủ tạng kèm theo tình trạng là thoát huyết tương rất là nhiều, kèm theo tình trạng xuất huyết. Các bệnh nhân nặng có thể xuất huyết các cơ quan quan trọng như là xuất huyết não, xuất huyết phổi hay các cái cơ quan khác. Bản thân sốt xuất huyết thì nó có một cái tỷ lệ diễn biến nặng, trung bình người ta thống kê thấy khoảng chừng độ 6-10% số bệnh nhân sốt huyết sẽ có diễn biến nặng. Tuy nhiên các cái diễn biến nặng như vậy mà nếu được phát hiện sớm, được xử lý kịp thời thì tiên lượng sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là nếu như mà ở các nơi khác hoặc là bệnh nhân chủ quan không phát hiện được các dấu hiệu nặng đến muộn hoặc là cái việc xử lý ban đầu nó chưa đúng thì có thể nó diễn biến trở thành cái tình trạng nó xấu hơn nhiều. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết với số ca mắc không ngừng gia tăng. Trong tuần qua, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 2.010 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 29 quận huyện, tăng gấp đôi so với tuần cuối của tháng 8 năm 2023.